Hải Phòng xôn xao vụ học sinh lớp 1 bị chụp ảnh phê bình vì đi học sớm hơn 15 phút và phải đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng 40 độ. Mới đây thì cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao về một vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Quang Trung, phường Vạn Vĩ, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng về việc một học sinh được phụ huynh đưa tới trường sớm trước giờ học nhưng em đã bị cho đứng ngoài cổng vì đi quá sớm. Mới đây thì trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một em học sinh lớp 1 trường tiểu học Quang Trung, phường Vạn Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng được phụ huynh đưa đi học sớm hơn 15 phút nhưng chưa đến giờ vào lớp đã bị bắt đứng đợi ngoài cổng trường giữa trưa nắng chang chang. Người này cho biết sau thời gian nghỉ Covid-19 thì do hoàn cảnh không có khả năng ăn bán trú nên chị đã phải cho cháu về nhà để ăn trưa. Nhà thì chỉ có một mẹ một con, tôi phải đi làm sớm nên 13 giờ 15 phút tôi đã phải cho cháu đến trường. Và theo thông báo của ban giám hiệu nhà trường thì những bạn không ăn bán trú thì 13 giờ 30 phút thì mới được có mặt. Tài khoản Facebook này chia sẻ trên mạng xã hội. Và sau đó đến thứ ba tuần này thì cháu vào lớp bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi học sớm. Và sang đến ngày thứ tư thì người mẹ tiếp tục chở con đi học sớm và dặn cháu ngồi dưới gốc cây, khi nào các bạn dậy thì hãy chạy vào. Sau khi đi được một đoạn, tôi không yên tâm lắm. Tôi quay lại thì thấy con đứng ngoài cổng trường. Tôi có hỏi tại sao con lại phải đứng ở cổng trường thì con tôi nói rằng chị sao đỏ không cho con đứng trong sân trường. Và còn 15 phút nữa là vào lớp. Và giữa trưa nắng chang chang, chỉ vì thi đua mà con tôi phải đứng ở cổng trường như thế này đây, người mẹ chia sẻ. Thậm chí cô giáo chủ nhiệm còn gửi tin nhắn hình ảnh 7 em học sinh kèm theo nội dung: cô giáo phê bình vì các bạn đi học sớm, trong nhóm chat Zalo dành cho các phụ huynh để nhắc nhở. Thế vậy thì rất nhiều phụ huynh trong lớp đã phản hồi lại cô giáo và cho rằng một số phụ huynh do có công việc phải đi làm sớm nên mới phải đưa con đến trường sớm hơn. Và sau đó thì thông tin hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến. Phần lớn mọi người cho rằng cô giáo và trường học làm như vậy là quá cứng nhắc và không đúng với môi trường giáo dục. Trời nóng như thế này mà bắt bọn trẻ con phải đứng ngoài trời nắng đứng, người lớn còn chẳng chịu được chứ nói gì đến trẻ con. Trẻ con đứng một mình ngoài đường như thế một phút đã rất nguy hiểm rồi chứ nói gì tận tới 15 phút. Nhớ có chuyện gì xảy ra nguy hiểm rồi đến lúc đó mà có hối hận thì biết xử lý như thế nào. Và liên quan đến sự việc trên thì chiều ngày 21 tháng 5 trao đổi với nhóm phóng viên thì bà Đào Thị Cẩm Ly là hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung cho biết nhà trường đã nắm được sự việc và yêu cầu cô giáo xin lỗi học sinh và gia đình. Chúng tôi đã liên hệ và trao đổi với phụ huynh học sinh để nắm rõ sự tình và có lời xin lỗi đến gia đình học sinh, bà Ly nói. Và cũng theo bà Ly, sự việc xảy ra là cô giáo Lê Thị Kim L, chủ nhiệm lớp 1A1 quá cứng nhắc và nhà trường đã yêu cầu cô L nghiêm túc kỷ điểm. Và bà Lý khẳng định trường học luôn mở cửa đối với tất cả các học sinh và yêu cầu cô chủ nhiệm lớp 1A1 không được chụp ảnh phê bình các học sinh đi học sớm. Vụ học sinh lớp 1 bị phê bình về đến trường sớm không phải do yêu cầu của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Cháu được sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng đã đi ra ngoài cổng trường. Theo thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tại buổi làm việc với trường tiểu học Quang Trung về việc học sinh bị phê bình vì đến trường sớm, nêu rõ vụ việc không phải do yêu cầu của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Cháu T đã được sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng đã đi ra ngoài cổng trường. Chiều ngày 21 tháng 5, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì tại buổi làm việc với trường tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền về việc cháu MTT lớp 1A1 phải đứng ở cổng trường giữa trưa nắng vì do đi học sớm hơn 15 phút. Ông Tùng cho biết rằng việc cháu T đứng ở ngoài cổng trường vào thời điểm 13 giờ 15 phút ngày 20 tháng 5 không phải là do yêu cầu của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Sau khi được phụ huynh đưa vào trong trường, thì cháu T được sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng đã đi ra ngoài cổng trường. Và đối với việc cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kim Lan, phụ huynh cho rằng cô đã quá nóng vội trong việc phê bình học sinh đến học sớm và gửi hình ảnh trên nhóm Zalo của lớp ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh. Cô chưa lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh để có cách cư xử phù hợp đối với những trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và chưa kịp thời báo cáo với ban giám hiệu về các trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt phải đi học sớm để nhà trường có biện pháp chỉ đạo khắc phục. Vì vậy, để ra xảy ra sự việc đáng tiếc ở trên, tạo ra một dư luận không tốt, ảnh hưởng đến nhà trường, ngành giáo dục
và đào tạo của thành phố Hải Phòng. Ủy ban nhân dân thành phố chia sẻ với điều kiện khó khăn của gia đình cháu T do không có điều kiện cho học bán trú và phải đến trường sớm hơn thời gian làm việc của mẹ. Tuy nhiên thì theo lãnh đạo thành phố, ngoài việc kiến nghị với cô giáo chủ nhiệm, phụ huynh học sinh chưa kiến nghị với ban giám hiệu nhà trường đã nóng vội đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook làm ảnh hưởng không tốt đến nhà trường, ngành giáo dục và đào tạo của thành phố. Phụ huynh học sinh cũng đã nhận thức được và xin rút kinh nghiệm. Và xét về tình hình thực tế thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền chỉ đạo kiểm tra, rà soát và tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung theo đúng quy định của pháp luật, sớm có báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện. Trường tiểu học Quang Trung cũng rà soát những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp giải quyết phù hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh đến trường sớm so với quy định. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra rà soát có chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các nhà trường trong công tác quản lý học sinh, nhất là đối với các học sinh học 2 buổi một ngày, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Trước đó thì trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một em học sinh lớp 1, trường tiểu học Quang Trung, phường Vạn Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng, được phụ huynh đưa đi học sớm hơn 15 phút, nhưng chưa đến giờ vào lớp, đã bị bắt đứng đợi ngoài cổng trường giữa trưa nắng. Sau khi thông tin và kèm hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, đã nhận được rất nhiều ý kiến và phần lớn mọi người cho rằng cô giáo và nhà trường làm như vậy là quá cứng nhắc, không đúng với môi trường giáo dục tại Việt Nam. Xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung sau việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm 15 phút. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hải Phòng yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền rà soát, xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung sau khi vụ việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm hơn 15 phút. Chiều ngày 21 tháng 5 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có buổi làm việc tại trường tiểu học Quang Trung sau khi vụ việc một học sinh của trường được phụ huynh chở đến nhưng không được vào lớp. Cháu bé phải đứng giữa trời nắng và bị cô giáo chủ nhiệm phê bình. Bà Đào Thị Cẩm Ly là hiệu trưởng của trường tiểu học Quang Trung cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh thì nhà trường đã mời phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm lên làm việc, đồng thời tổ chức họp quán triệt các giáo viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm và bố trí chỗ học cho các học sinh khi các em đến sớm như là phòng y tế và phòng bảo vệ. Đồng thời về phía cô giáo chủ nhiệm cũng đã nhận thức được lỗi về sự việc này. Và cũng tại buổi làm việc thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Quốc Tiến cho rằng trong trường hợp này thì cô giáo chủ nhiệm cần phải trao đổi với phụ huynh để nắm được hoàn cảnh của các cháu, và bên cạnh đó thì không được phê bình các cháu bởi đây là lứa tuổi còn rất nhỏ, rất dễ tổn thương tinh thần, phải kết hợp giữa dạy và cả dỗ. Giám đốc Sở yêu cầu cô giáo chủ nhiệm cần rút kinh nghiệm sâu sắc qua sự việc này. Nhà trường cũng cần bố trí các phòng riêng cho các học sinh đến sớm và bố trí nhân lực hỗ trợ các trường hợp, các học sinh trong hoàn cảnh các cháu gặp khó khăn phải đến trường sớm hơn thường lệ. Hiện nay thì các phụ huynh đã đi làm sau dịch Covid-19, các cơ quan vào làm lúc 13:30, trong khi học sinh thì vào lớp lúc 14:00. Và nếu chúng ta quá cứng nhắc trong việc này, sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các phụ huynh của các cháu. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nêu rõ quan điểm. Còn đối với phụ huynh, thì khi có những vướng mắc khó khăn, thì cũng cần phải trao đổi thông tin với nhà trường để cùng phối hợp giải quyết và xử lý. Và theo ông Tiến cho biết, tới đây thì sẽ chỉ đạo chung yêu cầu tất cả các nhà trường bố trí các phòng, địa điểm và các giáo viên hỗ trợ các trường hợp học sinh đến trường sớm. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có phương án báo cáo đối với Ủy ban nhân dân thành phố đối với những trường hợp có diện tích chật hẹp, không đủ điều kiện và trước tình hình thời tiết khắc nghiệt như thế này thì sẽ xem xét rút xuống chỉ còn một buổi học trên một ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng đây là trường hợp đáng tiếc xảy ra trong ngành giáo dục hiện nay. Còn đối với cô giáo chủ nhiệm, trong việc phê bình học sinh đã hơi nóng vội, dẫn đến việc các cháu học sinh còn nhỏ sẽ sợ hãi khi bị phê bình. Còn đối với phía nhà trường, ngay sau khi sự việc xảy ra, cũng đã có tinh thần cầu thị và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tuy nhiên trên thực tế thì nhà trường chưa quan tâm để xử lý các trường hợp đặc biệt này. Ông Tùng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của phụ huynh, thì đồng thời mong muốn các phụ huynh cần thông tin, trao đổi chặt chẽ, đề xuất các vấn đề vướng mắc với các giáo viên và cả nhà trường để có cùng nhau các biện pháp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền rà soát và xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm, của hiệu trưởng nhà trường theo đúng quy định
và đề xuất hình thức xử lý và báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó thì trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một em học sinh lớp 1, trường tiểu học Quang Trung, phường Vạn Đức, Ngô Quyền, Hải Phòng, được phụ huynh đưa đi học sớm hơn 15 phút nhưng chưa đến giờ vào lớp, đã bị bắt đứng đợi ngoài cổng trường giữa trưa nắng gắt. Sau khi thông tin kèm hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, đã nhận được rất nhiều ý kiến và phần lớn mọi người cho rằng cô giáo và trường hợp làm như vậy là quá cứng nhắc và không đúng với tiêu chí của giáo dục.